bên mình vẫn cung cấp các cái sản phẩm phụ kiện cửa cuốn như là lưu điện cửa cuốn hay là motor cửa cuốn nhé. Hôm nay mình quay cái sản phẩm lưu điện cửa cuốn để cho quý khách hàng nào mà quan tâm cần đặt mua cái sản phẩm lưu điện cửa cuốn này có thể liên hệ cho bên mình. Sau đây mình sẽ đi vào quay chi tiết của một cái bộ lưu điện cửa cuốn để các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo. Quý vị nào đặt mua sản phẩm thì có thể để lại bình luận dưới bên dưới. Hoặc là gọi điện thoại tới số hotline của bên mình là 0982 064 269 nhé. Ở kho bên mình còn rất là nhiều lưu điện cửa cuốn. Nếu mà nhà quý vị ở trong khu vực mà thường xuyên mất điện hoặc là điện áp không ổn định thì chúng ta nên sử dụng lưu điện cửa cuốn để cái việc vận hành cửa cuốn của mình được lên xuống dễ dàng và nhịp nhàng hơn nhé, không ảnh hưởng gì đến mất điện hay là có điện cả. Một bộ lưu điện cửa cuốn được bọc xốp cẩn thận này, đảm bảo cho việc vận chuyển đi xa sẽ không bị móc méo ảnh hưởng đến sản phẩm. Khi chúng ta dùng thì chúng ta bật công tắc này lên và cắm tiếp cắm vào cái ngõ điện ra này để chúng ta có thể sử dụng. Dây này chúng ta cắm vào nguồn điện để sạc cho lưu điện khi mà chúng ta không sử dụng nữa. Lưu điện này được tích hợp công nghệ nạp xả điện tự động nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người cái sản phẩm lưu điện cửa cuốn của bên mình. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới ạ.